Theo tin tức trên VTV24, hiện đã có ít nhất một đối tượng là bác sĩ Thu Ý bị cơ quan công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Công an huyện Ba Vì cũng đang tiếp tục lấy lời khai của các nạn nhân và xác minh, làm rõ mối liên quan của các đối tượng trong đường dây, ổ nhóm mua bán dâm liên quan tới trẻ em này. Nhiều học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Khánh Thượng tại huyện Ba Vì bị một nữ sinh lớp 11 ép vào đường dây bán trinh và bán dâm. Ảnh Facebook. Ngoài ra, một số người liên quan đến đường dây này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Lãnh đạo công an huyện Ba Vì khẳng định sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin về vụ việc khi hoàn tất quá trình điều tra. Trong phóng sự phản ánh của VTV, một số nạn nhân cho biết sau lần đầu tiên bị lừa bán vào đường dây mại dâm thì tiếp tục bị các đối tượng đe dọa bằng cách gọi người đến đánh và yêu cầu đi bán dâm thêm một vài lần nữa. Nếu như không muốn đi, các em phải lôi kéo bạn của mình tham gia vào đường dây ấy. Trong khi đó, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cũng đã vào cuộc, tiến hành xác minh và theo dõi chặt chẽ những tình tiết của vụ việc này. Về phía các nạn nhân, trên tờ Trí Thức Trẻ dẫn lời bà Đặng Kim Tuyến, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Ba Vì, cho biết, qua xác minh ban đầu cho thấy, một số em học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, dân tộc nội trú trên địa bàn có hoàn cảnh gia đình éo le, thiếu sự chăm sóc giáo dục của bố mẹ, lại ở vùng sâu, xa nên các em bị đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo. Giáo viên từng thấy hiện tượng học sinh lên taxi lạ ở gần trường. Sau đó, nhà trường đã báo cáo Ủy ban Nhân dân xã, huyện để chỉ đạo điều tra. Let's Block X.